thân mến, trong cái bài Nổi Lửa Lên Em thì nhạc sĩ Phi Du có viết hai câu như thế này: trăng đã dậy rồi, cơi bếp hồng lên nhé, lá bếp rau rừng thêm ấm tình anh nuôi. Cái lá bếp mà nhạc sĩ Phi Du nhắc đến ở đây còn có một cái tên mà cái người dân ở vùng miền Đông hay gọi, đó là lá nhứt. Nguyễn Thành Nhân xin kính chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, sáng hôm nay thì Nhân có một cái chuyến đi công việc. Giờ này thì về cũng gần đến nhà. Nhân cũng ghé vào một cái quán này. Quán này có tên là Thảo Bình. Cách nhà Nhân chỉ vài km thôi. Cái quán này thì chuyên phục vụ những cái món đặc sản của Bình Phước. Đó là lẩu mây và nhiếp. Sở dĩ Nhân ghé cái quán này thì một phần là Nhân cũng muốn trải nghiệm, bởi vì cái món này thì Nhân cũng chưa có thưởng thức, và cũng là có một cái câu trả lời cho rất là nhiều bạn trong thời gian qua. Thì các bạn cũng có hỏi Nhân là ở tại cái nơi Nhân ở thì về ẩm thực có cái gì là đặc sản. Thì thật ra thì Nhân cũng hoặc chẳng có biết là đặc sản gì hết, vì các bạn biết ở Bình Phước thì chỉ có cây cao su, cây điều rồi tiêu thôi. Cho nên là sẵn đây thì Nhân cũng vừa trải nghiệm vừa cũng giới thiệu để trả lời cho các bạn cái đặc sản của quê hương của Nhân ở. Cái thực đơn của cái quán này thì Nhân thấy chủ lực là gà và bò thôi các bạn. Và hai cái món mà Nhân nhắc đến thì nó vẫn là chiếm một cái thực đơn chủ lực ở đây. Đó là đọt mây và lá nhiếp. Giá cả thì ở cái quán này thì Nhân thấy là cũng khá là bình dân. Tất cả những cái món hầu như là gần hết luôn, những cái món ở đây thì đều có liên quan đến lá nhiếp và đọt mây nha các bạn. Bây giờ thì Nhân sẽ kêu hai món, một là cái món bò xào lá nhiếp và một cái món nữa là lẩu lá nhiếp. Nguyễn Thành Nhân xin kính chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, trong cái bài Nổi Lửa Lên Em thì nhạc sĩ Phi Du có viết hai câu như thế này: trăng đã dậy rồi, cơi bếp hồng lên nhé, lá bếp rau rừng thêm ấm tình anh nuôi. Cái lá bếp mà nhạc sĩ Phi Du nhắc đến ở đây còn có một cái tên mà cái người dân ở vùng miền Đông hay gọi, đó là lá nhiếp. Các bạn biết rằng cái lá nhiếp là một cái loài cây cỏ mọc hoang, nó có cái chiều cao trung bình khoảng từ 3-5 mét, và cái đồng bào dân tộc họ sử dụng làm cái món rau ăn. Nhưng mà hiện nay thì cái món lá nhiếp đã là một cái món ăn đặc trưng, hay còn gọi đúng hơn là đặc sản của tỉnh Bình Phước. Và chiều hôm nay thì Nhân cũng có đến cái quán Thảo Bình này, là một cái quán chuyên phục vụ những món rau nhiếp cũng như là đọt mây ở tại thị trấn Thiên Thành. Nơi này là cách nhà Nhân chỉ là km thôi các bạn. Và đây là cái lá nhiếp này. Cái lá nhiếp, đây là lá nhiếp của cái đọt của nó thôi các bạn. Thì cái lá nhiếp á, nó còn gọi tên khác là lá bếp. Còn ở người miền Quảng Nam á, thì gọi là rau ranh. Có một nơi thì gọi là cây rau gấm, gấm là gấm Á, là gởi gấm đó các bạn. Cái vị cái hậu của cái lá nhiếp này á, thì nó có hậu vị rất là bùi. Và cái món mà thường xuyên để mà chế biến á, thì một có thể là làm lẩu để nhúng vô với gà như thế này, hoặc là xào thịt bò, hoặc là đơn giản hơn nhất là nấu mì tôm thì cũng rất là ăn cũng rất là ngon. Ngày xưa thì cái người ở dân tộc á, ở cái vùng ở miền Bình Phước á, thì hay sử dụng cái loại rau này. Nhưng mà sau này thì do sự giao lưu quá thì nó mang tính phổ biến hơn, và đến giờ này thì có thể nói nó là một cái đặc sản rất là độc đáo của các cái tỉnh vùng miền Đông Tây Nguyên, trong đó có Bình Phước, rồi Đắk Nông, Đắk Lắk. Thì cái món rau nhiếp này trở nên rất là phổ biến ở đây.
đây thì Nhân kêu một cái món là lẩu lá nhíp và bò chào đầu nhíp với đậu mây. Nhân cũng có thêm cái đậu mây. Cái cây mây thì chúng ta đã biết rồi, đó là một cái cây để dùng ngày xưa thì dùng cái thân để mà làm cái loại ghế mây, hay là dùng bà con đồng bào dân tộc á thì họ dùng cái chẻ ra để họ đưa những cái gùi ra các bạn. Cái thân cây mây nó có cái gai, và cái người đồng bào thì cũng dùng cái đọt măng, đó cái đọt cây mây để chế biến những món ăn, cũng là phổ biến nhất thì cũng là măng đọt mây nướng, rồi đọt mây xào hay là nước lẩu. Thì hiện giờ đó là cái diện tích rừng thì ngày càng thu hẹp, cho nên là cái cây mây cũng có thể liệt vào cái hàng đặc sản, và cái đọt mây cũng nhiều người biết đến hơn, không chỉ ở những người đồng bào dân tộc mà kể cả những người kinh ở dưới xuôi, mà khi lên cái vùng đất miền Nam Tây Nguyên thì cũng hay tìm đến cái quán đặc sản để thưởng thức trải nghiệm cái món đọt mây. Và hôm nay thì đọt mây như mình gọi là cũng lên chung với cái lá nhíp là bò đó các bạn. Cái đọt mây á thì nó có một cái hậu đắng, nhưng mà khi mà chúng ta nhai vô một hồi á thì cái hậu đắng nó rất là ngọt, nó giống như cái đậu măng đắng của chúng ta thôi, chúng ta hình dung là như vậy. Và cái đọt mây hiện nay á thì do cái diện tích rừng thu hẹp như anh nói đó, thì cái giá thành của một đọt mây cũng rất là mắc. Khi mà ở tại chợ một cái đọt mây thì nó bằng khoảng bự người ta khái một chút thôi, chiều dài khoảng chừng 5-6 tấc á, thì họ bán sống vậy là 15.000 một đọt các bạn, chứ cũng không hề rẻ đâu. Và cái đọt mây hiện nay thì nó cũng rất là hiếm, cho nên là cũng được săn lùng rất là nhiều, cho nên một số nơi thì họ cũng có quy hoạch họ trồng để mà họ bán cho các cửa hàng. Thì hôm nay Nhân giới thiệu cho các bạn hai cái món rau rất là phổ biến của cái vùng đất Bình Phước, và nó cũng là một cái đặc sản của Bình Phước. Khi mà chúng ta về cái vùng miền Đông Tây Nguyên thì các bạn nên nhớ thưởng thức thử cái rau nhíp, cái rau mây này. Nhân đảm bảo rằng các bạn sẽ rất là thích thú bởi cái vị lạ và cái độ ngon của nó. Đây là cái lần đầu tiên mà Nhân được thưởng thức cái đọt mây với cái lá nhíp này. Mặc dù Nhân cũng đã có nghe nói đến, nhưng mà Nhân cũng không có quan tâm mấy. Nhưng mà khi thấy nó để là đặc sản của Bình Phước thì Nhân bắt đầu tò mò. Và hôm nay lần đầu tiên trải nghiệm thì quả thật là hết sức là tuyệt vời. Theo cái cá nhân Nhân thì đây là một cái loại rau rất là khá là ngon. Chúng ta ăn vào thì nó có cái cảm giác nó hơi nhớt, nhưng mà nó không phải nhớt cái kiểu giống như cái lá mồng tơi đâu các bạn. Nhưng mà nó rất là bùi, nó mềm và nó có cái vị bùi, rất là khó tả, nhưng mà tóm lại là rất ngon. Còn cái đọt mây á thì nó có cái vị đắng, nhưng mà cái đắng nó không lưu lại trong cái lưỡi chúng ta nhiều như là những cái vị đắng khác, nhưng mà chúng ta nó chỉ đắng thoáng qua thôi, rồi sau đó là chúng ta có cảm giác nó ngọt như của cái măng. Thì đây cũng là một cái món cũng đáng để mà chúng ta thử. Giờ này thì Nhân cũng xin kết thúc cái video trải nghiệm cái đặc sản của Bình Phước ở tại đây. Giờ này thì Nhân cũng ra về và cũng nói lời chia tay các bạn. Một lần nữa thì Nhân cũng cảm ơn các bạn đã đồng hành. Xin chúc các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video trải nghiệm tiếp theo. Xin trân trọng kính chào các bạn.